Chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Lâu quá rồi mới đi quay đất. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở Quảng Thành, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu để quay một cái miếng vườn trái cây rất đẹp chị ha. Anh chị mà nhìn cái sổ là nhìn mê liền. Vuông vức, đất thì đất đỏ ba gian, màu mỡ, khu dân cư, đường thông thương. Và đặc biệt là trồng sầu riêng nè, trồng măng cục nè, cái vườn xanh mướt anh chị. Đảm bảo luôn là anh chị mà nhìn cái vườn này là mê liền. Đặc biệt là nếu mà về đây làm cỏ nè, tại vì bây giờ hiện tại là mùa mưa anh chị, cỏ nó tùm, chứ mà làm cỏ sạch sẽ hết rồi là cái vườn này đẹp như trong mơ luôn, đẹp như sân banh luôn. Đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản của lô đất này anh chị ha. Thì cái vị trí mình nói rồi, thuộc xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cách thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm 80, hơn 80 cây, 85 cây anh chị ha. Tổng diện tích của lô đất này là khoảng hơn 3.800 anh chị ha, hơn 3.68. Mình cũng nói luôn, cái miếng này nè, như cái miếng bên đây nè, là sơ chung một miếng. Cái chủ nó cắt ra rồi, cắt ra thì cắt xong ra sổ rồi anh chị ha. Đường thì đường hiện tại là đất mình á, sở hữu là được hơn 50 mét mặt tiền đường này anh chị ha. Đây là đường anh chị ha, đường này hiện rõ trên sổ luôn. Thì do là ở đây người ta không đi xe hơi á, nên là nhìn hơi cỏ cây. Đường này đó chị thấy không? Ô tô đậu ngay đất mình luôn nè. Đây. Đường thông anh chị ha, đường thông và sẽ đổ bê tông. Nói chung là bao lâu đổ thì kệ đi, nhưng mà hiện tại là đường này ô tô đi thoải mái chị ha. Đường nè, có đá nè. Cái đường này anh chị thấy là cũng coi như đường bê tông rồi, tại vì nó không có bị lầy. Tại vì nó có đá dầm ở dưới rồi đó. Mùa mưa đi không có lầy. Đường này thẳng cái đường nhựa chính anh chị, để lát mình chạy ra chị xem. Còn cái này không phải là gốc đất mình được hai mặt tiền nữa nha, tại cái đất này là cái đường vô đất chủ cũ. Tức là cái miếng chủ cũ nè. Và cái miếng của hai miếng chủ một chủ nè, mà người ta cắt ra bên đây người ta bán rồi. Đây. Bên đây xung quanh đều là nhà anh chị ha. Bên đây nhà vườn, chứ bên đây toàn nhà vườn không à, cho nên là có rào hết, rình rất rõ ràng nè. Bên đây cũng nhà vườn mà. Nhà vườn của ta nè. Thì đất mình thì vuông vức ha, vuông vức. Đất mình hướng chánh tây anh chị ha. Hướng nè, hướng theo mặt đường này hướng chánh tây. Hôm nay mình không có cầm heo tay quay cho nên hơi đất video hơi rung anh chị ha. Đất vuông vức, đất đỏ ba gian nè anh chị. Đất này thì cực kỳ màu mỡ luôn. Cái nhà chủ cũ nè. Đây đường thông dân cư khỏi nói đây. Vườn trái cây nè anh chị thấy không? Đặc biệt là ở đây trồng chủ yếu là măng cục anh chị ha. Măng cục là chính. Hồi nãy mình nhìn hình như mình nhìn lộn, không có sầu riêng hay phải. Không có sầu riêng, măng cục không à. Mà măng cục này thì toàn là chắc cũng gần chục năm hết rồi đó. Măng cục lớn hết rồi. Đây, đất cỏ nè. Cỏ nó hơi nhiều. Ranh rất là ràng chị ha. Ranh thì một mặt là giáp với cái đường này. Đó mặt là giáp với lại cái đường vô nhà người ta. Là cái mặt bên kia là có cái hàng cây dâm bụt kìa. Mặt này giáp đường. Dưới sao cũng có dâm bụt luôn. Nói chung là ranh giới là quá rõ ràng luôn. Gần như là không có phải làm gì nữa. Này, chứ về xây nhà đó. Đất này thì nói chung là đất mình test quy hoạch là đất trồng cây lâu năm anh chị ha. Bây giờ là chưa xin thổ cư được. Nhưng mà ở đây thì xây nhà cấp 4 thoải mái, tại vì đây toàn là vật trồng cây mà. Nhà là xây cấp 4 thoải mái hết. Của bên đây trồng nhiều cây ăn trái nè chị. Có vú sữa, mít nè. Trồng khế nữa kìa. Ở nhà nuôi gà, nuôi chó, lum la kìa. Cái này anh chị mình về mình thích thì mình sẽ thuốc. Nhưng mà thôi, mình khuyên anh chị được sẽ thuốc, nó hại đất lắm. Mình phát cỏ ha. Một tháng phát lần chịu khó mướn người ta. Còn nếu mình về mình ở luôn á thì mình tự làm ha. Một tháng phát lần đẹp à. Mùa mưa, tại vì mùa mưa á, chứ còn mùa khô là cỏ lên không nổi đâu. Còn không anh về anh chị ha, anh rào là anh chị nuôi gà, nuôi ngỗng á. Là cỏ nó quất hết à. Nhưng vườn đẹp lắm. Này về ha, làm cái nhà ha, nhà máy thái, nhà cấp 4 gì đó. Rồi làm đào ao. Đào ao rồi trồng thêm cây ăn trái vô. Trồng vô đa dạng, tại cái đất đỏ này thì trồng được nhiều cây ăn trái lắm. Hiện tại là đất này thì người ta trồng chủ yếu là măng cục thôi. Khoảng cách giữa các cây nó còn xa. Mình thấy là cái này có thể chêm vô được ha, chêm thêm vô. Đó. Rồi, nói chung là nguyên vườn này măng cục hết chị ha. Có
trồng xen kẽ một ít cây ăn trái như là đu đủ với tre, tre lấy măng ở dưới đó. Nhưng mà tại vì hiện tại rậm rạp quá, mình làm biếng đi quay quá đó. Hôm nay lại không có lai cam ba trên cao. Mà miếng này tổng thể là nó vuông đó, nó vuông và trồng hết măng cục rồi đó. Nhưng mà mình phải vào trồng dặm thêm được. Rồi giá mình báo luôn anh chị ha. Hiện tại là chủ đang kêu với giá là 850 triệu một sào đó. Chỉ có bớt giấy tờ thôi, chứ giá này thì kêu giá gốc luôn rồi đó. Không có nó thách để trả giá. Thì bây giờ anh chị biết rồi, đất ở châu Đức bây giờ là nhiều chỗ đã lên đến hơn 1 tỷ một sào rồi. Tại Quảng Thành này thì nó hơi xa trung tâm chút xíu, cho nên giá nó mềm hơn. Nhưng bù lại thì miếng này đẹp, miếng này vuông dứt, đường xá hiền rõ, đường thông đó. Và đặc biệt là nguyên vừa măng cục luôn đó. Và cái diện tích mà gần 4 sào này là quá đẹp để làm nhà vườn anh chị ha đó. Thật sự là quá đẹp. Đây mình sẽ quay đường ra cho anh chị xem ha. Đó, đường này thì phối đá rất là sạch sẽ ha. Xe thì thoải mái mà do xe ta không ít đi á, nên là cỏ nó mọc ra hai bên nè. Nhìn nó hơi tùm xíu, nhưng mà đi xe thì ô tô thoải mái. Hai bên dân cư anh chị ha. Đây. Chỉ khoảng tầm vài 200 m ấy chưa tới không, chừng 100 m là tới đường nhựa anh chị nha. Nè đường nhựa, đường qua đây nhựa nè. Đây ù nhà trồng hành long nhìn mê chưa? Đó. Ở đây nhà vườn không nè. Ở bên đây cũng nhà nè. Nói chung là tứ phía đều nhà hết, khu dân cư đông. Đây mình sẽ dẫn anh chị tham quan nha. Đó. Cách đường nhựa khoảng 100 mét anh chị ha. Ồ cái nhà cái vườn này đẹp ghê nè anh chị. Rồi. Ngay đối diện mình luôn là một quán cà phê cũng rất là nổi tiếng đây nè anh chị. Một cái quán cà phê sân vườn hả. À, nhìn mát mắt lắm. Đó là như công viên luôn á. Đường này nếu mà mình vẽ hướng này là mình xuống đường 765 Lâm Sang Cẩm Mỹ ha. Tại ở đây nó cũng gần giáp với bên Cẩm Mỹ rồi. Còn mình quẹo phải ha, mình quẹo phải là mình đi khoảng tầm 2 cây. Ủa có camera lên luôn chị ha. Đèn đường luôn nè. Đây là đường liên xã nha anh chị, đường liên xã Lâm Sang Quảng Thành nè. Từ đất mình đi ra đường liên xã này thì khoảng tầm 300 m ha. 300 m. Bây giờ đi thẳng mình sẽ tới trung tâm của xã Quảng Thành. Đó. Và có thể đi về Phố Hồ Chí Minh luôn, nói chung là hai hướng đi về Phố Hồ Chí Minh được ha. Còn cái hướng mà đi về 765 mà Lâm Cẩm Mỹ á, mình đi biển được luôn ha. Biển Hồ Tràm, Hồ Cốc. Đó chị thấy không? Khu này rất là đẹp. Đường xã dân cư, đất đai thổ nhưỡng mát mẻ mà sạch sẽ nữa. Thì cái miếng này của mình á là tầm 368 mà bây giờ chủ chốt là 850. Thì dự chi nó là hơn 3 tỷ mấy chị ha. Hơn 3 tỷ cho một cái lô đất vườn đẹp như thế này. À, anh chị nào quan tâm thì lát nữa mình về cho anh chị xem sổ ha. Sổ và quy hoạch cái quy hoạch chứ là cái vị trí trên Google Maps sao nha. Rồi. Bây giờ mình cho anh chị mình xem sổ ha. Đây. Đây chính là cái trích lục của hai miếng anh chị ha. Hai miếng thì